Hi, welcome back to my channel. Start here go. Trường quên hộ đồ bà. Ok. Let's go.
Okay, và từ kênh thứ ba, The Fear. Let's go. Woo!
Oh my god, đừng kịp. Nó có lừa không? Wow, đúng rồi. Không hiểu sao lại là đừng kịp của nó tài nhỉ. Rồi và mình sẽ sang tới game tiếp theo, Evin Dome. Đó chính là Evin Kid. Let's go. Wow, một con đường khá là dài luôn. Oh my god. Không hiểu sao ông ta, anh ta lại đi hẳn đường này được vận tài chứ. Wow. Mà mình lại không tạo tiếng động gì mà anh ta lại biết được. Ảo thật. Ok. Sẽ vào trong ngôi nhà và làm nhiệm vụ trong ngôi nhà đó.
Sẽ phải đi tìm một cô Win và tìm một tìm một chiếc đèn pin. Các bạn sẽ đi xung quanh tìm kiếm nhá. Và trong này thì các bạn sẽ bẻ khóa và hoàn thành cái này. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Devil Rush. Let's go. Let's go. Oh my god, lại nào. Hai cái này cần phải update thì mày ra với vào được game này chứ. Có thể tôi game đang bị lỗi rồi, mình sẽ vào lại một lần nữa xem đi thế nào. Chị Evan luôn chứ. Bị lỗi, ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.